Mịt thứ hôm nay, ngày 20 tháng 5 2021, lốc xoáy bất ngờ đã làm sập hoàn toàn một căn nhà tại ấp Cập Thuận, xã Đông Hưng Nga, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đi thẳng qua đây phải không con? Dạ. Cục chéo của nhà kìa, sập nhà công luôn, không sập. Ở đây đưa vô đó thì nó bắt buộc sập luôn. Dạ. Ủa hồi tối hôm qua có lốc đó con. Bà con ơi, cái nhà sập nhà đó. Cột tọt luôn bà con ơi, hai cái luôn. Tức là hồi sáng hả? Hồi sáng nay hả? Đúng ra là nó cái nhà này nó bay qua ngay, nó sập luôn cái nhà công luôn. Nhà nhà công nó đổ nó hên tới đây 5 giờ sáng nó vô đường xuống đây rồi. Dạ. Ở đây con chạy qua đó coi xem sao. Dạ em chào chị. Chị ơi, chuyện gì xảy ra hồi tối qua hay là sáng nay chị? Là cũng chị hàng xóm đây thôi, nhưng mà tối qua lúc 4 giờ mấy sáng nay có cơn bão nó lốc xoáy á. Vợ nhà em nó bay hết trơn luôn, tới xong rồi bên đây đồ đạc bể hết trơn, nhà cửa banh hết trơn, còn gì hết trơn. Là mình có được, mình có nghe thông tin là sẽ có cơn bão đi qua không? Không, ở đây từ 7 giờ mấy ngày nay không nghe cơn bão. Tức là mình coi thời sự hoặc mình coi tin tức của đài truyền hình Kiên Giang cũng không có thông báo phải không? Không. Như vậy là bất ngờ phải không chị? Bất ngờ thôi. Diễn ra vào lúc mấy giờ chị? Chị nhớ không? Khoảng 4 giờ rưỡi à. 4 giờ rưỡi sáng. Sáng nay. Rồi nhà chị ở gần đây không? Ở bên đó, gần bên. Gần đây đúng không? Bên đó đúng không chị? Bên đó. Nhưng mà bên đó thì lại không thiệt hại gì hết. Không. Vậy là may mắn. Chúc chị may mắn. Chị may mắn rồi đó. Như vậy là căn nhà này là bị sập hoàn toàn. Hết trơn luôn. Nhà sau và nhà trước thì sập hết trơn luôn, không còn gì trơn. Rồi chủ nhà có kịp chạy đi không chị? Chủ nhà nó ngay hai chồng nó với hai đứa con nó còn nằm tại chỗ luôn. Tức là nằm đâu chị? Khúc nào chị? Hai đứa con nằm trước còn hai chồng nó nằm. Tức là khu vực này phải. Đúng rồi. À, tức là căn nhà này là căn nhà chính của gia đình. Và đằng sau là bên này có căn nhà nữa hả? Ở đây là nhà sau. Nhà sau, nhà bếp. Nhà bếp nó liền với nhà trước luôn. Dạ, bây giờ chị có thể dắt em đi gặp mà chủ nhà ở đây được không ạ? Được. Em chào chị. À, chị ơi, chị tên là gì và mình ở đâu ạ? Chị tên Trần Thị Mông Nhi ở Ngọc Thịnh. Em được biết là vào sáng ngày hôm nay á thì gia đình mình á là bị một cơn lốc đi qua và đã sập hoàn toàn. Và bà con cũng cho biết á là vào thời điểm đó thì chị với anh và các con là không có chạy ra khỏi nhà được. Thì chị có thể kể lại cho mọi người nghe là tình hình lúc đó là như thế nào không ạ? Lúc đó dòng mưa quá rồi cái chị nghĩ là dông thôi chứ không có ngờ mà lốc xoáy như vậy. Rồi nghe cái nhà sau là nó đâu giật đi một cái sàn là biết cái nhà sau nó đã sập rồi. Rồi mới nói anh ơi cái nhà sau sập rồi. Thì vừa nói dứt tiếng thì nó gụng tới cái nhà trước là tường nó sụp xuống hết, cửa nó văng vô trong miệng, trong chỗ phòng ngủ, chỗ ngủ hết rồi. Rồi mới ngồi dậy cho nó anh ơi còn hai đứa con, chắc hai đứa con chết hết. Thì mới kêu được cái tiếng lên đời, nhỏ lớn được lên tiếng. Còn nhỏ nhỏ thì nó còn ngủ, nó không lên tiếng. Cái chị mới kêu chồng chị đi chổng coi con còn sống không. Chị lúc đó là chị còn ngầu ở hôm trước ôm cái bụng đang rồi chờ chồng chị dắt con chị ra đâu mà đi. Tức là nhà mình là có hai phòng, là hai chỗ ngủ khác nhau. Chị với anh là ngủ riêng, còn hai đứa con là chị là ngủ riêng. Chị là ngủ ở hôm trước, còn hai đứa nhỏ thì ngủ ở trong buồng. Dạ, thì lúc mà chị kêu con chị thì hai cháu có nghe không? Hai cháu vẫn còn ngủ. Có một đứa lớn thì nó còn nghe, còn đứa nhỏ nó ngủ say nó không nghe được. Dạ. Rồi sau đó thì anh với chị làm sao thoát ra khỏi căn nhà được? Lúc đó thì con nhỏ lớn nó ra nó còn kè chị. Còn lúc đó thì chị kêu chồng chị vô, kêu con nhỏ con ra nó còn sống không. Thì lúc đó là chồng chị vô dắt con nhỏ con ra. Rồi chị con nhỏ lớn chị lúc đó là mưa tới rồi. Nhỏ lớn chị nói nó kè chị đi lên nhà mẹ chị nè. Dạ. Chồng chị thì còn quẳng quẳng ôm nhỏ con đi lên sao. Lúc là chị thoát ra được khỏi nhà là nhà nó bay mái bay đồ hết rồi, không còn sạch gì hết á. Còn hết nước mưa là vô mặt chị vuốt xuống gì rồi. Dạ. Chị biết sập hết rồi, không còn gì. Tường nó sập xuống đó luôn mà. Dạ. Rồi làm sao bà con có thể biết bà con qua để giải thoát cho anh với chị? Lúc đó chị lên này chị kêu má ơi mở cửa cho con vô với nhà con sập hết rồi.
Thì bên đây hai mấy người anh này người ta đã thức trước rồi, bởi vì sập cái nhà sau chỉ nó quăng qua bên nhà người ta là người ta đã nghe rồi. Là người ta thức trước rồi đó, rồi người ta mới đi qua coi đó. Tức là căn nhà sau là bị lốc xoáy ra bên sông luôn. Ra bên sông qua phía bên đó luôn rồi. À tức là căn nhà sau là qua bên sông luôn. Còn căn nhà trước á là chỉ có sập cái mái và úp xuống luôn. Thôi. Căn nhà trước khi cái trái là nó dở đi hết, rồi tường nó sụm xuống hết. Dạ. Cửa đồ nó dở giật đi hết luôn, không còn gì hết. Dạ. Miễn là nó tuôn xuống hết luôn mà. Rồi đến mấy giờ thì mình mới tháo dỡ toàn bộ căn nhà là sập. Cũng gần 6 giờ hết đám mưa thì còn lớn rồi đó, bà con mới bu lại làm tiếp. Dạ. Cũng gần 6 giờ rồi đó, cũng khoảng 5 giờ mấy 6 giờ sáng rồi. Dạ. Bây giờ nhà mình sập rồi, em được biết là chị cũng thuộc cái làm chị vừa mới trải qua một cái cơn bệnh thôi, chị mổ ruột thừa. Là tình hình sức khỏe hiện tại của chị như thế nào ạ? Nó cũng bụng chị cũng còn đau hoài, lâu lâu nó quặn vô, bác sĩ dặn tái khám 7 ngày mà nếu có diễn chứng bất thường thì đi xuống với xã khám trước, xuống trạm khám trước. Dạ. Trước đây thì công việc của anh chị là gì ạ? Chồng chị thì đi biển không à, chị không có làm gì hết. Chị ở nhà nội trợ. Ở nhà nội trợ. Dạ. Thì bây giờ căn nhà nó sập rồi thì bây giờ chị có mong muốn gì không? Chị mong muốn các mạnh thường quân nhà hỗ tâm gì đó cho chị các lại căn nhà như xưa đó, chị mẹ con chị chống mưa chống nắng thôi, chị không mong gì nữa. Dạ. Trước tiên thì cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình và chúc chị có nhiều sức khỏe. Và cái video này sẽ được đăng trên miền thứ 1 và hy vọng được rằng là chị sẽ nhận được sự yêu thương của rất là nhiều người. Và các mạnh thường quân cũng như bà con sẽ hỗ trợ chị xây lại căn nhà sớm nhất chị nha. Cảm ơn chị. Cô ơi là giá hả cô? Giá đây, giá đây. Đây là mấy cái lưu giá hay khạp giá? Khạp. Khạp giá, khạp giá này là nằm ở trong nhà đúng không cô? Trong nhà luôn. Trong nhà luôn đúng không? Trong nhà luôn. Đây nữa là giá nữa nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái này mình còn bán được không? Còn bán được mà tối rồi đi bán đâu, bán ai giờ mấy giỏ điểm hôm nó đập cái chạy giỏ tôi chẹp lép luôn. Dạ. Tức là mấy cái khạp này là mình để đâu ở trong căn nhà này? Để khúc nào? Để chỗ này. Ở đây phải không cô? Khúc này đúng không? Dạ. Tức là tối hôm qua là mấy cái khạp này là nó nằm ở khu bên này. Đây, đây nữa nè. Đây nè. Nhưng mà cái này nếu mà mình không bán bán nhanh là nghỉ bán rồi con vỏ máy đập nhẹp hư rồi. À bị hư hết trơn rồi hả? Giá tao từ sớm mơ tới giờ nó ở ngoài nắng nè, không có uống một miếng nước, giá tao đẹp dữ lắm á. Tao dạ. Có giá này nhất xứ này á. Dạ. Bây giờ bà cho con hỏi về tình hình tối ngày hôm qua đi bà kể cho bà con nghe làm. Thế này chị có nói á là chị chạy lên nhà và kiếm bà đó. Thì bà có thể kể lại cái thời điểm đó nó như thế nào và cái tinh thần của chị lúc đó ra sao không bà? Đêm đó thì gió nó lốc hơn sáng đó con. Nó lốc sập nhà hết trơn. 4 giờ mấy, 5 giờ gì đó rồi nó mới dẫn con đó. Hai vợ chồng nó mới mò được, dẫn con đi lên má ơi mở cửa cho con vô. Dạ. Rồi dì mới bước ra thấy con trời ơi dì xỉu luôn con ơi, mà mái nhà thì nó... Cái nhà sau thì qua mép bên đây, cái nhà lớn thì qua tuốt mép bên đó. Tức là nhà sau thì qua bên này? Qua bên đây. Còn nhà lớn qua đây? Bên sông. Bên sông nãy giờ. Là chỗ nào cô? Cái nhà đó luôn đó. Đâu chỗ nào đó mọi người chỉ con cái vị trí mà căn nhà nó bay qua đó. Mà sao nó bay qua làng điện, bay qua nhà ngang cửa đó. Đâu hàng thế này con nghe nói là có cái máy còn bến đúng không? Có cái máy, là có cái máy của gì còn ở bến đây, đúng không? Sập chạy vỏ gì luôn. Sập tại đây luôn hả cô? Sập tại đây luôn. Là cái này sập luôn đúng không? Sập luôn. Bay luôn. Bay qua bên đó luôn. Bay cái này qua bên luôn. Tức là một đống cây đang ở dưới kia phải không? Dưới sông đúng không? Dưới sông đó. Bây giờ còn mất hai cái gì, còn mất hai cái nhà sau nữa mà gì không có bể vô. Bay tuốt qua sao rồi, tuốt Mỹ ra sao? Là gì mất thêm hai cái nhà phía sau gì nữa hả? Một nhà tắm, một nhà nấu ăn. Mà gì không có bể vấn đề đó, gì nói lo cho con gì thôi. Dạ. Gì nó chạy cái đó cũng không có sao, bể mẹ nó. Dạ. Ra ôm con rồi khóc không khe con. Dạ. Rồi sáng thì mấy giờ mình bắt đầu mình dọn dẹp ở đây? 6 giờ ngoài rồi mấy em cộng bên đang giúp đỡ. Dạ. Cũng lợi đông lắm con, 30-40 người để ăn đầu hết. Dạ, tức là chính quyền cũng đã đến là hỗ trợ gia đình mình để dọn dẹp sạch. Dạ. Có dưới xã có lên. Dạ. Con được biết là chị vừa mới bị mổ, là sức khỏe của chị hiện tại bây giờ thì bà thấy sức khỏe chị như thế nào? Vui lắm con, đêm nào cũng đau bụng hết trơn trời mà. Bị gì nó đau đại tràng rồi cái nó bật qua nó đập ruột thừa, mà ruột thừa ngoại tử nó chết trong một vùng cái khúc ruột thừa đó rồi cắt ra thành ra nó yếu dữ lắm rồi. Bây giờ người ta nằm có 3 bữa gì nó một tuần nó mới xuất viện. Dạ. Nhưng mà tình hình hiện tại bây giờ là nhà đã không còn nữa thì không chị còn. Sẽ ở đâu bà?
giờ ở tá túc như gì đó, rồi chừng nào mà thường quân nhà nước gì có ủng hộ thì xin lợi một cái nhà tất nhỏ nhỏ cho nó ở. Dạ, thường công việc của ảnh thu nhập ổn định không bà? Đi ghe không mà con ơi, đặt cái vụ nếu sóng gió bà, ít thì nó cũng có tiền xài đủ. Dạ. Bị nó còn một cái đứa con học lớp 11. Dạ. Đứa con gái của nó với một đứa nhỏ 8 tuổi. Dạ. Học lớp 2. Dạ. Đó, hai đứa con rồi thành ra mẹ ở nhà thì lo cho con. Dạ. Chồng thì đi làm, không có đất ruộng. Dạ. Khổ lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nhiều nha. Dạ, chúc bà sức khỏe nha. Với lại là nói chung là mình không thiệt hại về người là cũng đã may mắn rồi đó bà. Gì cũng nói như con yêu cầu con gì khóc dữ lắm, nhỏ đó tao nó con không chết là được rồi. Dạ. Nhà con 4 người. Cái đống tường đổ nát xuống đó là phải đập ngay cái mục nó chết rồi con. Nó đập ra chứ nó không có đặt, nó đập ra. Phải nó đập vô là chết rồi. Tức là chỗ nào bà, tức là tường đấy. Ở đây là có tường hả anh? Không. Cái này không tường, dùng đá không. Cái này dùng lá, tức là cái nền xi măng. Ừ, nó xây cái mặt. Nhưng mà à nó đập cái này xây cái mặt gió thôi. Hai vợ chồng nó ngủ đây nè. À. Còn xung quanh là lá phải không anh? Dạ. Tại vì lúc mà em đi vô đây á, em thấy cái nền vững chắc quá, em tưởng đó là nhà tường. Tường đâu mà tường, có tường con trúc vậy à, còn nhiêu lá không à. Dạ. Nhà đúng đó, người ta không có bị người nào thì cũng khỏe thôi, dân mình. Thấy nó dạ. Quá rồi, mấy người này ủng hộ nó là nói đừng khóc. Là nó bay qua bên kia luôn anh, ở đây là còn cây nó bị... bay qua bên đó luôn hả? Nó bay bằng sao được ta? Em không tưởng tượng được luôn á. Không tưởng tượng nữa, mà đây làm dây điện đó mà nó bay qua luôn á. Mà nó không vướng dây điện nữa. Không luôn. Nó bay qua nó dục lên nha, nó cào có một mái cho nó. Tức là cái... nó quăng lên nóc nhà của chú bên kia luôn hả? À. Dạ. À đây. Tức là cái mái nhà từ bên kia. Đó đó, từ bên kia. Từ bên kia. Từ bên đó mà nó bay một cái dèo. Ở bên đây. Dạ con chào chú. Quăng ở đâu anh? Dạ. Cây bự vậy luôn hả? Ừ, người ta tháo ra rồi đó, ngay tận cửa nhà này. Là trên cái mái tôn này luôn? Không, căn dựng ngay tận cửa nhà. À, ngay trước cửa nhà chú này luôn. Sao chú? Cảm xúc làm sao? Cảm xúc tự nhiên có một vật thể lạ bay vô nhà mình thì cảm xúc làm sao? Dạ. Dạ. Có một đống dưới địa này nữa. Nếu mà đi qua đó luôn, đi qua đó là cái mái nhà là dựng trong tới đó. Quá trời. Đến đó luôn phải không anh? Đó đó. Bữa nay nằm gió một chéo thiết đó. Dạ. Nằm trong ở trên đó. Mấy miếng thiết rồi chặt hơi xa hơn nữa kìa. Mấy thiết nằm bà vuông trên nữa. Dạ. Chứ không phải đây đâu. Thôi kinh khủng quá vậy. Em không tưởng tượng được luôn á. Dạ. Nó bản thần hồn luôn, phải chơi đâu. Không phải đây đâu, còn giật mấy miếng dân mình con mày mày cũng đâu mấy nữa, tao đi lấy đâu. Cho trên bắt mấy nó đâu. À chồng lên mấy nhà này hả chú? Chồng lên đó là ba đồng tay nằm đó, ba đồng tay với ba thiết còn dính đóng nằm chả luôn. Dạ. À lụng cái nóc nhà luôn hả? Cái máy nhà lớn là dọc cái chân đây luôn nè, gụng cái chân đây. Dạ. Khu này là anh em nãy với còn mấy miếng thiết là nó gụng đi tuốt cái trên đó rồi. Dạ. Bấm làm ai làm đây làm gụng mấy cái bỏ trên. Cũng nguyên bám lại đây luôn, nguyên cái mấy nhà luôn rồi tính cỡ nào. Đây là cái lộ mà cái kèo anh, cái máy nó làm lụng lộ cái máy tôn này nhà chú nè. Có người thông báo đó chú, rồi đến giờ phút này cảm giác của chú như thế nào, có hoang mang không? Chạy không á. Hôm mà lúc mà nó làm ầm ầm quá trời thiết qua hôm nay là chạy trốn không nên ở nhà. À tức là có một mình chú ở nhà thôi mà khi mà chú nghe ầm ầm là chú trên nóc nhà làm quá trời không biết chỗ nào nữa, lúc nó quá trời gió rồi. Là chú chạy ra khỏi nhà. Chạy ra sao trốn chỗ mã nhỏ gái kìa. Dạ. Rồi mới đầu trời mưa ướt mấy chân à. Rồi sau đó chú mới biết là không phải nhà chú bị lấp mà nhà người khác. Thấy cái dựng miếng cửa
cửa chỗ này rồi bắt đầu mới đi chạy ra trước coi cái máy trước làm sao không còn nguyên. Dạ. Vòng vòng nhà còn nguyên. Nó chết mẹ cái nhà ai trời. Nghe mấy đứa la bên xong nó đốt đèn xong nó la rồi. Xách cái đèn gọi xuống nó nói nhà con toạc quá trời, con nó trên nhà ngõ rồi trời. Dạ. Rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Dạ. Thấy thấy nhà ngõ bệnh hết trơn luôn mà cổ hết cổ. Không có còn giống vậy trơn. Cái này việc hại là 100% không có.